Rồi, ok, chào tất cả các bạn. Mình là Lã Bách Hợp. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập tiếp theo của dòng game Total War Attila ha. Rồi, ok, có vẻ như chúng ta vừa khởi đầu khá tốt. Cái gì đây? Lost à? Ông thống đốc này mới, nhân vật này mới chết rồi sao chứ không ai tự nhiên mất một lượt ba món gì hết trơn. Rồi, để xem công tác xây dựng đó sao. Rồi, ok. Tính là theo đạo Slap này lợi phết. Cái này nó đã cộng pro rồi. Cái này cộng pro nó dân tăng cấp nhanh cấp kỳ luôn rồi mình. Khỏi sợ. Có khôi phục lại mấy vùng đất mới cũng đỡ lo. Dân tăng rất nhanh. Rồi, quân chưa hồi xong. Rồi, cho này chạy qua hồi luôn xong. Tiền giờ quá trời quá đất rồi. Warriors all. Ok. À, để xem coi cái chính trị nó làm sao. Huno với mình giờ thân lắm các bạn. Ồ, bà này lấy chồng được rồi nè. Chưa có ai để lấy. Hơi buồn. Bà này cũng vậy nữa. Ai dạ. Chồng mất à. Rồi, để xem coi. Ây da. Anh Uno sao rồi? Ồ, thằng này nó lại thân với mình à. Nó You đến will buôn bán find luôn me anh a trai. willing and attentive audience for your speech, though our dig À, ok. Ủa, Uno đâu mất rồi? À, đây, 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 tưởng Uno chết rồi chứ hú hồn. My Đây, ancestors tặng and Uno cái people tiền. expect talk with purpose and honesty. This is a worth. Hỏi coi có ai để cưới không? À không, chỉ có bên mình thôi. Giờ cũng tập này cả, chiến dịch này cũng có nhiều quá mà không có ai để gả hết buồn ghê vậy. Rồi đầu tiên thanh niên thống đốc, à mình được thêm một thống đốc nữa hả? Rồi vậy bổ nhiệm mà gả thôi. Tỉnh này thì chắc không cần thống đốc nữa rồi, giờ qua tỉnh này để coi nhà mình còn ai không, xong rồi gả luôn thể. À, có một thanh niên này. Ô, thằng thống đốc hạt đấy, để cho đồ đã các bạn. À, đây cái tăng dân, đây khu này đang cần tăng dân mà. À, để xem coi có gì để cho nữa không. Hay dạ. À, có cái này hay. Rồi, ok. Để xem coi. Rồi, có cái này cũng hay. Cho vô là thống đốc luôn. Thanh niên là thống đốc quá đẹp. Đây, rồi, ok. Xong, tỉnh này là phát triển là ngon luôn á. Mình hòa hiếu với tất cả các phe rồi, thành ra giờ mình cũng được an toàn. Our warriors thirst for your blood and Nghe thằng hunger nãy giờ for your nó cứ women. dụ mình làm Perhaps they sao can be mà không được, distracted nó by đang đánh gold, nhau the liên best hồn. alien. Nó đánh nhau với Hùng Nô, mình không có cam kết hòa bình gì nó được, tại vì cam kết cái đó Hùng Nô nó ghét mình. Mình sợ Hùng Nô thôi chứ Nga mình không sợ, Nga mình quay đầu đánh nó được. Tại vì á, phe Slav á, nó thế gì thôi chứ nó không mạnh đâu. Do đánh Bastard có thể cũng độc nó lợi hại chứ mà các bạn đánh ô tô dễ ăn lắm. Với thằng Slav đó là Slav đỏ. Nó không có được búp ở trong rừng, chủ yếu là nó quýnh mạnh thêm xíu thôi so với mấy Slav khác. Nói chung là Slav thì không có đánh lắm. Hay dạ.
Ok, 3 tuổi rồi mất, tội nghiệp quá. Tính ba chứ không đốc cho đứa khác để gả bớt công chúa đi mà không được các bạn, buồn ghê vậy. Tại nhà mình có người phải ưu tiên cho nó chức truyền trước, không là mình cũng mệt, mình cũng mệt chứ đùa đâu. Rồi ok, chiến dịch này là vừa đủ, không có thiếu ăn mà còn giàu nữa. La Mã giàu nhưng mà hơi thiếu ăn. Chiến dịch này là không có lo thiếu ăn luôn. Muốn đánh thằng Go giờ cũng không khó. Ủa, con răng nó chạy xuống dưới đây luôn rồi hả? Rồi ok. Thằng Britain này chắc có một mẫu thôi. Mẫu thì không làm gì, chỉ có thằng Go nè. Go đất nó hơi bị rộng, nó bị thưa nữa. Kiểu này khó đánh lắm này. Từ từ khoan, mình giữ cái tỉnh này đó. Từ từ tính tiếp, tỉnh này chưa xong không nên lấn vào tỉnh khác vội. Tránh là thị phi các bạn. Tỉnh này có lẽ không cần phải chiếm để cho Marco Roman nó ở cũng được. Chứ là mình đi sao, đi xuống cái đường này để về đây nè. Rồi mà nó từ từ tính sao, giờ cứ phát triển đã, không có gì vội. Một thanh niên nữa lên cấp. À rồi ok, chú giỏi. Ây da. Chà, anh Ba Tư làm gì mà lâu thế nhỉ? Chắc bị đốt nhà hay gì rồi. Thật ra mình nghĩ là khung trắng chắc bay màu rồi. Thành ra là ông Ba Tư đang đánh nhau với Đông La Mã rồi. Ba Tư là thường chỉ có đánh nhau với Đông La Mã chứ chả làm gì trơn. Lúc khi nào mình thấy thằng Ba Tư mà nó quýnh nhau với mấy cái phát sinh phương Đông khác lắm. Đa phần nó đánh nhau với La Mã không? Thì cũng dễ hiểu thôi, hai đế quốc tranh hùng nhau ở cái khu vực Tây Á mà. The generals feel that an attack here would be a great mutual benefit. Your words are không nhá. Dân tăng mẹ quá. Đúng là dân tăng rất nhanh luôn á. À linh mục lại lên cấp rồi. Rồi lên cấp rồi thì mát cấp rồi, truyền đạo tốt cho tôi nhé mấy bà. Truyền đạo là hơi bị yếu đấy. Đạo slap này nó cái đền nó ngon mà nó truyền đạo hơi kém các bạn, đôi lúc hơi buồn chỗ đó. Rồi ok, thằng này là không bị khuyết điểm nữa rồi. Rồi, ok. Đây xây gì lên đi cho nó dân nó tăng cho lẹ mà đồ màu mỡ cũng lên. Cái này nó cộng grow luôn, khỏi lo. Theo tự mình cũng phải xây cái công trình vệ sinh nè các bạn, khỏi lo. Hay là xây vệ sinh trước đi, sợ dơ lắm các bạn. Cái này đền này nó lên, mình nó lên chắc cũng đủ rồi. À ok. Không vấn đề gì. Quân ta thì vẫn án binh bất động. Thanh niên thì mò vô đây làm cái gì? Thằng sao này nó mò vô đây là nó chỉ có chết thôi. Nó có đánh được ai đâu. Thằng này nó đang gây sự với ai. Thằng Pích này nè. Thằng chuyên dùng Berserker. À, nó đang đánh nhau với Prang với Go. Nó đang thân với mình. Tại vì mình đánh Go luôn mà. Mình từng đánh Go, bây giờ đang hòa. Rồi ok. Thống đốc lên cấp nữa. Thống đốc mình thay phiên nhau lên cấp thôi. Chà mấy chú giỏi thế.
Ây da. Ôi, đi dám lên bờ luôn ta ơi. Gan, gan. Thôi tha nó đi, không đánh. Để coi coi nó có cướp. Để cướp nó cướp thì mình đánh. Còn không thôi tha nó tội nghiệp. Mình không có ý định đánh nhau mấy thằng sale này đâu. Đấu anh thì thường mình muốn qua, nhưng mà qua đấu anh hoài thấy cũng kỳ. Ở tập này chủ yếu là mình phải xuống cái khu vực Đông Âu, xuống cái khu vực đảo Ban Căng á. Tại đất của mình phải chiếm được cái khu vực phía đông của Italia, cho nên là mình tiến lên đảo Anh thì thấy nó hơi sai sai. Tại tiến lên đảo Anh thì mà thì phải chia, sau đó là phải tấn xuống đất Pháp, vậy là phải lấn qua bán đảo Ý rồi mới qua bên kia. Đôi lúc thấy nó cũng hơi nhiều, không biết là nó có vượt chi tiêu không. Này mình không bao giờ muốn chiếm quá số tỉnh được yêu cầu, chiếm nhiều nó dễ tham nhũng rồi chứ gì trơn á. Mình ngại tham nhũng lắm. Nó chiếm đủ đất thắng được rồi, chứ mình không có ý định tô màu bản đồ các bạn. Tô màu bản đồ là khóc luôn á. Thứ nhất là tô không đủ sức để tô, và thứ hai là tô nó cũng trả lời cái gì. Không phải cứ chiếm nhiều đất là được nhiều tiền đâu các bạn. Tham nhũng nó trừ hết của mình. Quá nhiều quyền lực là không nên các bạn. Chúng ta cần đủ thôi. Quan trọng là cái nền văn hóa mà chúng ta tạo ra nó còn lãnh thổ của chúng ta thì nó không chỉ cỡ cho một khu vực nhất định thôi. Rồi, ok. Có cướp không đó? À, không cướp à? À, không cướp. Thôi, tha đó. Rồi, ok. Ồ, thật đang giảm kinh quá nhỉ. Không sao, thật thì không lo lắm. Ở theo đạo Slap là không sợ thiếu thật. Ok. Nó nằm lung tung quá ta ơi. À, mảng này thì lấy nguyên hả? Mảng này thì được nguyên. Thanh niên này nhìn cũng oai phong quá mà đánh đổ bộ cũng không ngon lắm. Để thử coi chỗ này mình chơi nó được không ta. À, chỗ này nó đang giảm chị ăn. Yes. Thế là làm dáng này chứ không ngồi chơi hoài chán. No more talk. Set up a blockade. Rồi đánh xong sắc rút về thôi, gì đâu. Mình không chưa có nhu cầu tiếng vào đó anh. Orders. Xong, thành này thành cái thành trống. Ready for orders. Rồi ok, mình chả chết như quân. Thành này cũng vậy, sắc cho một phát. We take this settlement for the tribe. Chơi. Ready for battle. Ngon. Warriors all. Ok, rút. Ready for battle. Đây đánh cái thành này của nó, tỉnh này của nó ở xa nè. Nó khó đến nó khó chơi mình hơn. Rồi dàn quân ra biên giới vậy là được. Có lẽ là mình nên tuyển thêm một tướng nữa thật, tại công chúa mình đang dư có thể gả được. Ồ, phải rồi thằng này ta đang cần tướng chứ không phải cần kia. Mướn được nhiều spear đó nhỉ. 5. Death in battle. There is no finer ending.
rồi. Băng độ cho gã công chúa cho luôn. Ngon. Ở thằng này có vợ rồi à. Mà vợ nó ngon thế. Rồi vậy cho này. Tính gã đi cho công chúa mà có rồi. Thôi vậy. Tự, không lẽ tự nhiên bắt người ta ly hôn đúng không bạn? Chơi giải chớ. Rồi ok. Coi có cái gì hay để cho. Bên này ít cái bút cho tướng mà ngon. Thôi thì đeo cái này vô dạy nghiên cứu khoa học giúp tôi. Thằng này nó lại thích ở nhà mà cổ chứ. À rồi ok, xây xong rồi. À thằng coi nó tự đứng ngay dùng dịch bệnh, ông quân nó đang chết nữa đó. À, cho thằng này nó quay về nó chiếm cái vùng này đi. Mình không chi, mình sẽ ray luôn chứ mình không có sát nha các bạn. Ê, là mình không có chiếm nha các bạn, tại đất này là đất của La Mã thì phải nói chung là không phải thành của man tộc thì chúng ta phải đốt. Còn chúng ta không đốt á chúng ta khôi phục lại nó rất là mất. Lâu mà chúng ta sửa lại nó rất mất thời gian. Tại do man tộc mà nó cải tạo thành của văn minh nó mất rất nhiều lượng tiền nữa. Thành ra đốt đi xây lại nó còn lẹ hơn. Có ra là chúng ta mất mấy cái slot đó, tại phải đợi dân nó tăng lại để ray kia là chúng ta gì hết luôn. Và các bạn thấy quy mang độc nó quy họ quy động quân đội nhanh không? Trong vòng 3 lượt là có ngay một quân đoàn rồi đó. La Mã phải cầu 5 lượt. Đó mình nói rồi, mang tộc họ quy động lực lượng nhanh lắm tại vì tất cả dân tự do đều là chiến sĩ. Khi mà tất cả dân tự do đều là chiến sĩ á, thì hầu như là cần lính là có ngay. Cái gì đây? À, không thể để cái này được, có cái để nó ra cái này bực nó nguy hiểm lắm. Cứ chặn này lại siêu là không sao. À, ok lấy được thêm đồ tốt. Mấy đứa này nó luyện đồ nhanh thật. Đó là mình đã bạn chơi tăng lên cấp kỳ luôn. Rồi à, ok trả xây dựng mấy cái tiền vô như nước. Thirsty for battle. Ồ như chết miếng quân trên đường hành quân là hồi này hồi xong rồi. Rồi xong. Ready for orders. Rồi đẹp. For the tribe. Rồi đó chỉ cần vậy đó, không cần nhiều. Rồi đây nâng tạm vô đây trước rồi hồi mình. Besieging settlement. Mà không cần thì thôi bỏ luôn. Quân đoàn này thì không có cung. Rồi, ok. Anh đi này chắc đang quay về để chiếm thành rồi. Ok. Đóng đây đi, đợi đây xíu đi anh. Hồi qua chiếm sao. Rồi, thanh niên vui, cứ đứng đây mà thở. Anh này về đây nghỉ xíu rồi hồi quay qua đánh. Anh niên này cho về hồi quân. Chuyện lên anh thuê thì ở đây chắc cũng chỉ có mấy thằng này tới. Ok qua lượt nào để coi công nghệ gì rồi. À rồi ok. Tại chỉ có vua mới có máy bắn đá thôi, mình chưa có làm máy bắn đá nữa.
thành lớn này từ từ, giết hết thằng nhỏ là thành lớn tự động chết đói à. Không cần phải đánh thành lớn vội các bạn. Thằng Frank này nó đang nhà, sống ở đây nó khá ngon rồi. Nó sống ngay đúng cái tỉnh mà Avaricum này, hình như là đúng chỗ thằng Go ngay trong Rome 2 ở luôn. Trong Rome 2 Go thật sự cũng là rất là lợi hại nha các bạn. Nó có mấy cái thằng lính nó không bằng đồ, lính nó cũng khá là ác. Nói chung là Go thì xét nhìn mặt nào đó thì vẫn dưới sắc man một cơ, nhưng mà nhìn chung thì thằng Go nó cũng khá là mạnh. Chẳng qua là do cái chiến thuật của người Go với cái sự đoàn kết của họ nó không cao thôi, thành ra là họ mới bị Caesar đánh bại. Chứ thực chất những chiến binh Go thật sự là họ là những chiến binh rất là dũng mãnh trong thời kỳ cổ đại các bạn. Thậm chí là họ còn phát triển trước cả Hy Lạp và La Mã. Nếu mà bạn mấy bạn để ý khi mà chơi Rome 2 các bạn sẽ thấy là người Go họ có mặt ở khắp nơi, Ai Cập cũng có nè, Bắc Phi cũng có nè, Tiểu Á cũng có nè, hầu như khắp châu Âu ở đâu cũng có bộ tộc Go hết rồi. Nhưng mà có điều họ phân bố rải rác mà không có sự liên kết với nhau. Đó chính là điểm yếu khiến cho họ bị tiêu diệt. Chứ còn thực sự họ là những chiến binh nó là tốt nhất trong thời kỳ cổ đại rồi thì thôi cho nó mãi đi. Chưa cần đánh vội các bạn, nghỉ ngơi xíu. Đốt được một thành của nó là thành công rồi. Thằng Go bây giờ nó phải về nó dẹp loạn nè. Nói chung là thằng Go này chỉ là cái thằng La Mã ly khai thôi, chứ nó chả phải Go chính cống đâu. Nó chả có thằng lính nào là Go. Rồi ok, xong cái này rồi chúng ta tuyển quân lại nữa. Được giảm phí tuyển quân luôn, chịu cái đó thì mình không cần lắm. Rồi ok, mùa đông rồi phải đứng đứng chơi một chút vậy. Rồi ok. Rồi ok, thành lũy rồi giờ ngon phết. 120 luôn thì quá nhiều, không đáp ứng được. Tại biến đổi khí hậu một cái là chúng ta đói ngay. Mà thêm cái này cũng không được cái gì nhiều. Thêm một trị an, thêm được chút tiền. Đường xá trả lên được nhiều. Thêm được một thằng lính nhìn cái máy bắn đá. Mà tốn thật nuôi quá nên thôi nghỉ. À chỗ này có loạn rồi, hay chưa mình nói mà. Trị an chỗ này lên nằm ầm, lính này lên lẹ luôn. Rồi ok. Thanh niên này có vợ rồi, hơi buồn. Công chúa mà không gả để thấy phí quá. Thôi gả cho hung nô vậy. Hung nô chạy qua bên này hơi bị vội đó nha. Talk with purpose and honesty. Rồi bà này gả trước. À, gả là già rồi phải cho chút của hồi môn nó mới chịu chứ. Đây cho anh luôn 3,000. Ơ à, nó chê kìa. No luôn hả? À, rồi vậy 6,000 coi anh có cái liêm sĩ của anh nó mắc tới cỡ nào. 6,000 ok anh trai. Biết là già rồi mà cũng còn ngon lắm đấy, đừng có đùa. My people this. À rồi ok 7,000. Giờ nhà mình có thiếu gì ngoài tiền đâu hả các bạn? Lo cho con gái chúng ta một tấm chăn đó. So with được giá là chơi ngay mà. Rồi 7,000 nữa đó gì đó, 21,000. Rồi ok, trả tiếp. Rồi xong, cứ như vậy là chúng ta quan hệ với Hung Nô là không cần phải lo luôn. Lên là mầm luôn. 53 luôn mà, thấy không? Rồi từ giờ trở đi là khỏi lo quan hệ với Hung Nô nó xấu đi nữa. Thậm chí mình đang trên cơ Hung Nô một hạng luôn. Ủa mình vẫn còn bắt thằng này làm chư hầu à? Ô hay vậy. Rồi ok. Thằng ấp 3. Rồi ok,
cho thằng thanh niên làm thống đốc. Ok, anh Ba Tư chắc lại đi đánh nhau ở đâu đó rồi. Mà cũng có thể chỉ là đang điều binh đi đâu đó thì chưa có đánh, là nó qua cũng tương đối nhanh. Anh Hung Nô thì chắc là đang vi vu ở Tiểu Á rồi. Ở đó mình nghĩ, tại vì cái đó chỉ thể hiện quân đoàn chính đang ở đâu thôi, đi một cái thể hiện cái quân đoàn chính đang ở đâu thôi. Thành ra là mình nghĩ là chắc mấy bộ lạc khác của Hung Nô chắc cũng đang ở đâu đó châu Âu thôi, chỉ có quân đoàn chính nó chạy qua bên Tiểu Á đó mà. Chứ theo đúng lý là phải Attila chết rồi bắt đầu mới dòng về Tiểu Á, hoặc là trước khi Attila chết một chút. Chứ nó đâu có về Tiểu Á sớm vậy, nó còn phải vào đất Pháp mà. Chứ đâu phải nó vừa nó tới biên giới Đức rồi cái nó biên giới Đức với Đông Âu thôi mà nó quay đầu lẹ vậy đâu. Thường thì AI nó vậy, mà nói chung có vẻ như là mình do mình theo đạo Slav rồi mình là đồng minh bạn thân của nó và một số cái vấn đề khác nữa đó. Chứ là bình thường nó ghét Tây La Mã, nó hay đánh Tây La Mã mà Tây La Mã ngủm rồi cho nên là hình như nó quay đầu hay sao ấy. Rồi thôi ok, xin lỗi, em không cần nhiều hạm đội thế đâu. Sinh bộ quan trọng hơn. Ồ, bà này có chiêu kháng chết nữa rồi, chắc sống thọ lắm á. Ready for battle. Thanh niên này là chiên khóa chân luôn. À, thanh niên này chưa về được nữa, tội nghiệp quá. Thôi đứng đó chịu khóa hạ trại đó thêm chút nữa đi. Chịu. Ok, từ từ. Warriors all. Quân đoàn này hết sợ lạnh chưa? À rồi, ok. À, quân đoàn xong rồi hả? À rồi, ok. Vậy nhà vua là vậy anh em lên đây. Nhà vua qua đây. Get to it, men. Thanh niên là lên đây. Chúng ta vào đó anh vậy các bạn. Thằng Britain nó đang chạy đi đâu đó rồi. Này mất cái mình cho hạm đội qua chơi liền luôn. Rồi chú thân biết chú thân với anh rồi nhưng mà anh cần miếng này ok. Chú không đóng quân nhà là chú tạo cơ hội cho anh rồi. Thằng này nó đang thân với mình á, mình cũng không muốn diệt nó đâu, nhưng mà tại vì cần đất thì phải làm vậy thôi. Nhưng cái nói chung là nước Anh á, thực chất cái bạn mấy cái tỉnh ở phía nam á, nhưng mà giáp với ông châu lục địa này nè, gần cái eo biển Măng Sơ là những cái khu định cư rất là ngon á. Mấy khu phía trên gần Scotland á thì không ngon lắm, nhưng mà mấy cái khu mà ở phía nam này á, thường dù trong là Empire nè, trong Napoleon nè, hay là trong Rome 2 hay là trong Attila này đều ngon hết các bạn. Đây là những cái vùng mà kinh tế nó phát triển mạnh của nước Anh. Thật ra cái vùng Scotland thì cũng ngon, nhưng mà so với cái vùng này thì không bằng. Trong Medieval 2 cái vùng này cũng rất là ngon nha. London, mấy cái London tới Nottingham đồ đất ngon không. Bạn nào mà chơi cái tôi từng qua Medieval 2 mà Britannia thấy mấy cái miếng của người Anh ngon lắm. Đất của người Scotland, người Wales, người Ireland rồi thấy cũng không ngon bằng. Có điều tụi anh trong cái map Britannia thì nó là chiến dịch Britannia thì nó bị nội chiến, nó chia đôi tự làm suy yếu lực lượng nó thôi, chứ thực chất nó không có nội chiến, nó mạnh nhất cả đám luôn. Thằng Viking chứ chơi cũng không lại đâu, Viking được cái quân mạnh này chứ làm mà ăn chống nhăn. Viking chỉ được cái giỏi đánh nhau thôi chứ làm kinh tế thì cũng thường.
mặc dù là nào được cái là họ có cái sản xuất cũng tương đối tốt, họ cũng biết đi buôn đồ, nhưng mà nói chung là cái kiểu làm việc của họ nó chung là nó lỗi thời so với thời điểm đó rồi. Họ vẫn còn giữ cái nền kinh tế nô lệ, trong khi tất nhiên không phải kinh tế chính của họ là nô lệ, nhưng mà họ vẫn tham gia buôn nô lệ, một cái mà nó khá là mình đánh giá là thấp. Trong xã hội Trung cổ thì cái người lao động chính là nông dân chứ không phải nô lệ, họ vẫn còn buôn nô lệ là họ dễ. Cái mặt hàng đó lúc đó không còn giá trị nhiều nữa các bạn. Cái giai đoạn đó thôi nhé. Chứ mà sau khi mà châu Âu bị chết, thành này phải đốt chứ không ở được. À, thôi được rồi, thử một thành cho các bạn coi đi. À, đó các bạn nhìn này nha, mất 12 lượt luôn á, lâu lắm á. Nhưng mà thôi được rồi, để coi như mình tiết kiệm mấy khu định cư rồi đi. Phải chuyển đổi nữa, phải đập luôn. Này thì sửa. Này thì sửa. Sửa. Phải đập luôn đi. À, kệ nó không sao, đập đi. À, thằng này mất cái chiếm liền. Nó cũng sắp mất rồi. 20 vậy là 12 lươn unit rồi. Nhưng mà sao nó hồi nhanh thế nhỉ? À, cũng đâu có nhiều quân đâu, chắc có hạm đội đang đóng đây, nó sợ. Cái bộ binh nó sợ là bộ binh kia cùi quá thôi. Ready for battle. Rồi, thanh niên này về nhà nào. Get to it, man. Oh. À đúng rồi, nâng cấp xong rồi. Lưu ý các bạn là mang tộc nó chỉ lên được cấp bạc thôi nhé. Chỉ có mấy cái phát sinh văn minh như là La Mã hay Ba Tư đồ nó mới lên được cấp vàng thôi nha. Còn mang tộc là chỉ có được cấp bạc là hết cỡ. Vô một cũng vậy. Thì đơn giản là với cái nền sản xuất của một những cái dân tộc mà nó chưa bước vào xã hội văn minh thì chắc chắn là không thể bằng được cái dân tộc văn minh. Thành ra không, họ không có đồ giáp vàng. Thành ra quân Hung Nô mạnh nhưng mà đánh không dai vậy. Tại trang bị của họ nó không có nặng, nó không có đủ tốt bằng đồ của La Mã hay là Ba Tư. Mang tộc cũng vậy, chỉ được cái là thằng Hung Nô á, thì nó rải ra khắp nơi hết trơn á, cho nên nó là rất là khó đánh. Nó không biết nó ở đâu để đánh, mà nó đánh mình thì rất là đau. Còn thằng mang tộc á, thì được cái nó quy động quân nhanh, với lại nó cũng là dạng ở bộ lạc, thành ra nó quy động quân được khá là rẻ, chi phí thấp. Trong khi đó là đấy là nó quy trọng được nhiều loại quân nữa các bạn. Còn thằng La Mã, thằng Ba Tư á, tuy là mạnh nhưng mà nó mang đến chất là chuyên môn, cho nên là phải có công trình riêng cho nó, là đủ thứ nữa. Thành ra nếu mà không có chuyên môn mà chỉ tuyển được lính cơ bản thôi, các bạn cho mình chơi cái chiến dịch La Mã đó, toàn tuyển lính cơ bản với lại bắt lính đánh thuê, để lính chư hầu, không có bao giờ mình xài lính mình đâu. Lính mình là mấy lính đặc biệt á, chứ mình tại mình hầu như mình không xây nhà lính luôn các bạn thấy không, chỉ dùng đúng lính Obsidia thôi mà quýnh đâu thắng đó, biết cách đánh là được. À, tại chứ lính Obsidia là mạnh lắm á các bạn, không đùa đâu, nó chỉ thua lính Lê Dương thôi, chứ so với mấy thằng mang tộc khác thì kiểu lính Obsidia cũng số dách đó chứ không đùa. Rồi, để có ảnh mất thành chưa. Thằng nổi loạn chi dở nha. Không lẽ 16 unit rồi mà không dám đánh cái thành này. À, hết chuyện kỳ rồi. Ồ, thằng nổi loạn chi dở rồi. Chạy qua xem miếng coi nó đang ở đâu. À, ngay đây. Ồ, lính cùi, thảo nào nó không dám đánh. Lính cùi các bạn ơi, buồn quá, nổi loạn dởm mà. Không sao, lượt sau mình đánh. Tại đang giảng hòa, sau 8 lượt mới được đánh nha các bạn. Đánh sớm mà các bạn phạt điểm liêm sĩ rồi, khả năng cao mình cũng phát sinh khá tốt tiên kiến. Giờ mình đang muốn gì đó. Nói chung là mình lo cái chuyện chính trị kinh lắm. Chứ là khi đánh nhau mình quan điểm là đánh từng phe, không có đánh nhiều phe cùng lúc. À, nhá, nhìn ra nha, mấy các bạn nhìn nha, thành đời 1 đó, 12 lượt mà đến mới nó cải tạo xong và mất 10.710 đồng. Bây giờ tiền nhiều thì không nói, nhưng mà mấy cái lúc ít tiền các bạn nghĩ thử coi các bạn tốn bao nhiêu đó. Thì mong các bạn hiểu ha, không phải tự nhiên mà mình theo đâu. Rồi ok, chúng ta có mỏ sắt ở đây là khá ngon rồi.
ready for battle. Rồi, ok, thanh niên này về tới nơi. Warriors all. Come, fight for us, lads. Death in battle. Ba là nhiều lắm, là tính tướng nữa là bốn mà. Ba, rồi. Rồi thôi, rồi thêm ba con cung nữa đi, tụi này có cung nữa còn bắn nha. Không, không có cung, nhiều lúc cần bắn không có là bắn. Nhưng mà mỗi quân đoàn một kiểu bố trí ha, quân đoàn này còn có cả lính đánh thuê. Rồi ok, giờ đi thử nghiệm rồi các bạn. Không, mình có đứa làm vợ Attila luôn là ngon rồi. Thế mình là bố vợ của Attila luôn rồi các bạn. Thế cho Attila tới chào nhạc phụ một câu đi. Hải quân thì ngồi đây thôi, thống đốc thì ngồi đây. Rồi, ngồi đây chơi, thằng kia thì thằng này chưa được, chưa làm gì cả. Cho nó đồ chưa nhỉ? À cho rồi, ngon. Rồi ok, chỉ cần vậy thôi. Rồi ok, qua lượt nào. Đó, mà các bạn để ý giùm mình ha. Mấy cái thành mà của văn minh á, là đánh xong rồi đốt nha. Đừng có cố gắng sửa, mình vừa mất thời gian mà vừa tốn tiền nữa. Ray đi, xây lại. Trừ khi là các bạn thấy nó nhiều slot dân quá, ví dụ như cái thành này là nó 4 cái slot xây nhà rồi thì thôi ok cũng được. Nói chung là mình đỡ mất công đợi dân nó tăng lên, mặc dù là tính là dân mình tăng cũng lẹ, mình chả cần. Nhưng mà nếu vậy có tốn quân để giữ, tại khi thành nó chưa ra, thành mình là mình không có quân để giữ nha các bạn, không đùa đâu. Nếu có phải quân đóng quân nó hoài, quân không đi đâu được ấy. We live for battle. We dream of it. We relish it as others do a fat goose. Thằng này nó tự nhiên nha. And you look nha. Plump. Rồi có đứa muốn chết các bạn ạ. Để gọi hoàng đế về. Thằng đó từ đâu ra, hình như là nó ly khai từ thằng Slav ra đó. Chứ thằng đó hình như nó chết rồi mà. Rồi mất chưa? À rồi phải mất chứ, nổi loạn gì bá đạo quá chịu nổi đúng không nào. Đúng rồi, là nổi loạn gì mà cùi bắp quá ai mà thèm. Rồi ok, hầu như việc bổ nhiệm không mấy khó khăn. Thế muốn đoàn thì giờ cũng được thôi, mà tại vì thấy không có nhu cầu. Rồi 15 unit để có đánh được không? Đánh được hơi dở nha. Thật ra nó có pháo rồi, cũng phải suy nghĩ lại câu đó các bạn. Tàu là nó sợ nó pháo. Nó có pháo. Forming a blockade. Được, cho quân qua vây cái đã. Chịu mất miếng quân vậy. We take quân this settlement. Không sợ for the try. Quên mất. Yes. Thằng này mình vây là nó chết, nhưng mà thôi, đánh luôn, không muốn vây. Còn mất có miếng quân à, không sao. Rồi ok, rồi đó, chúng ta chiếm luôn cho các bạn coi. Các bạn thấy nó bất lợi đến mức nào. Nó coi như là giờ hai quân đoàn này phải đóng ở đây cầu 12 lượng mới được đi á. Bất lợi ghê. Sao tới lúc thằng tướng này chết rồi chưa đi được nữa đó. Coi ok rồi, chỉ có cái này thôi. Xây cái mỏ sắt lên nào, dù chả buôn bán nhai nhưng thôi chúng ta cũng cần cái mỏ sắt các bạn. Rồi sửa đi, sửa rồi mình cho các bạn coi nó tốn lúc nào. À không, cái này thì sửa được, cái này thì bỏ đi. Rồi ok, nhà vua đâu?
Nhà vua cho nhà vua quay xe được rồi. Nó chạy một hơi về đây luôn á. Để bật chế độ này lên chạy cho lẹ. Bình thường mình không có dùng nha. Cái này thủ được không? Thủ được. Thủ được. Vấn đề là nó dám đánh này không ơi. Nó có pháo lớn, thằng nào nó láo thế. Rồi ok. Thằng này đảm bảo ly khai mà ra nè, nó có một mẫu ở đây thôi. Có đúng một mẫu bài đặc sắc. Được, hảo hán. Nhưng mà khoan, coi mình đề nghị giảng hòa với nó được không? Mình không nhớ là mình làm gì cái thằng này mà nó ghét mình dữ vậy. Mình từng đánh nhau với nó à. Rồi thế thì ok. Làm trận bắt tơ với chú vậy. Cho nhà vua chạy về. Nhà vua chạy chịu được mùa đông mà cho nhà vua đi. Rồi ok. Nó ly khai thôi, trường hợp này mình chịu tại biên giới mình đang ổn mà nó xuất hiện bất ngờ thì ai mà biết đường đâu mà đỡ. Rồi để coi nó ngon nó đánh thành. Có ngon đánh thành không? Hay là nó chỉ dám vay thôi. Nó vay thì quân hoàng đế về kịp. Cái quân của vua thôi chứ mình chưa được đẳng cấp là hoàng đế. Cho đồ có cái gì đâu. Chỗ này tốt rồi thì để cho cái này. Nhá, làm việc tốt vào. Nhiệt tình lên. Mấy lượt thì về tới. 4 lượt thì về tới rồi, ok. Nó đang chết dần chết mòn như mùa đông rồi. Quân mình thì chả chết. Kệ cho nó vay tí đi không sao đâu các bạn. Còn nó đánh vô thì mình mừng, còn nó không đánh vô thì mình ok, mình táo được. Rồi nè, để coi 12 giờ luôn nhé, thành đời 2 mà thành nhỏ đó nha. Đó các bạn thấy tốn chưa? Quên cái này phải đập để xây cái công trình vệ sinh nhé. Nãy quên tự nhiên sửa. Rồi ok, cứ đứng giữ thành vậy. Rồi ok, qua đây anh. Thanh niên là lên đây. Bà này thọt cho nó một phát được không ta? Thọt phát chơi, biết đâu chết vua nó. Ô bà võ công cao cường thật. Rồi mình đánh chưa được. 16 unit mình đánh nổi. Nó thêm lên đánh thuê nữa. Nó dám phá cái truyền đạo của bà này nè. Mình cho bà này chọt con phát trả thù. Rồi ok. Hai quân đoàn dạng đây, tỉnh này ngon rồi. Tỉnh này cũng ngon. Tỉnh này ổn, nói chung là chỉ ăn ngon. Quýnh thằng này giờ mới là vấn đề nè. Nó thằng sao này, nó chơi, nó hay liên minh với nhau lắm. Nó yếu nhưng mà nó liên minh các bạn. Rồi ok. Thôi
hầu như mấy cái tỉnh mình chiếm là không có tỉnh nào là lo đói trơn á, tại vì nó gần biển, hầu như tỉnh nào mình chiếm là cũng có giáp biển, nhưng mà xui xui có cái tỉnh không có cảng thôi, còn hầu như đều có cảng, không phát triển thương mại thì cũng để dành bắt cá, nó cái gì ta, đánh cá để mà nuôi dân, nói chung là đảm bảo an ninh lương thực rồi, yên tâm. Đầu tiên là mình dám vô sâu lục địa mình ở luôn mà phát triển được vậy không bao thiếu thật á. Lần trước các bạn chơi mình nhớ chơi sắc chiến dịch Tây La Mã không? Tỉnh Sarkomania nó phát triển không nổi luôn, thiếu ăn, thiếu này, thiếu kia, thiếu trầm trọng luôn. Tại trước đó mình đốt cái thành của thằng Vrang, mà tại không đốt thì không được. Tại lúc đó chưa giữ được thành. Bất đắc dĩ phải đốt thôi, thành ra sau đó nó phát triển lại hơi kém. Cái thằng Lugan nó cũng hài thiệt các bạn, nó chưa có được nhiều quân cả, nó còn có một cái khu định cư, mà khu định cư đó là mới xây khôi phục luôn, mình thấy hình như là mới bị bể luôn, nó mới khôi phục lại thôi mà nó dám đem quân qua nó đánh mình là nó gan á. Gì đây, ai mất đồ nữa? Thanh niên này hả? Thanh niên này thì giờ còn gì để cho đâu. Thanh niên này cầm này được rồi. Không cái có cho đô đốc thì thôi. Ôi thằng này nó ra biển nhiều thế. À một thanh niên bị khuyên lên cấp hả? À rồi ok vậy vô đấy. Đây. Mấy thành này mà thành này đang bị vây. Ok, thiếu thật thôi. Rồi đây, mỏ sắt lên, nâng lên đường quân sự. Chả cần đường quân sự chi, mình không có thiếu slot tuyển quân. Ok, lương thực thấp cho nên nó bị trừ trị an á mà. Ready for battle. À. Rồi ok, kỹ đánh thuê của Hung Nô người ta cũng cứ giữ lại mà dùng. Đây, hành quân nhanh lên. Bà này chọn thêm lát cho vui nhà vui cửa coi. À hơi buồn. À mà thôi không sao, quân nó chết như đây là cũng nhiều rồi. Quân trong thành mình chưa chết mà sao chết được, thành này thành bự mà. À nhưng mà hai lượt nữa là hết supply rồi. Hai lượt nữa thì mình về tới, nó thấy mình là nó chạy co giò nó chạy thôi. Thằng này dám chiếm đất của Slaver cũng gan, có thành cái chút xíu mà không phải chiếm nữa, mà như là nó tự xây lại luôn á. Thằng này phải đốt rồi, cho đi dùng một luôn. Không hồi mà chạy đi, vua quanh về tới nơi đấy. Mà công nhận tôi còn quên làm mà cảnh đẹp thiệt chứ. Từ Shogun 2 trở đi thấy làm giống như là môi trường đẹp hơn hẳn luôn á. Có mây, có chim chóc rồi nó bay vui thiệt. Còn ví dụ như Napoleon hay Empire giống như mình chơi trên cái bản đồ con cờ. Trước đó nữa thì Medieval 2 cũng đẹp. Thật sự mình thấy đồ họa của Medieval 2 là rất là đẹp luôn. Thậm chí bây giờ nếu mà có một bản Total War mà làm lại với nền đồ họa của Medieval 2 nhẹ để mà máy nào cũng chơi được thì thật sự mình rất là ủng hộ luôn. Còn ví dụ như mấy cái bản về sau càng lúc nó càng nặng đồ họa thì thấy nó cũng không đẹp thêm được nhiều. Và thật sự đối với những cái game như Total War này á, thì mình nhìn bao quát chủ yếu, đồ họa đẹp cũng không cần thiết lắm. Quan trọng là cái gameplay của nó hút người chơi thôi. Chứ cái thỏa ví dụ Marvel 2 hay là ví dụ như Warhammer đi, trước khi mà có tôi từng Warhammer, mình chơi Warhammer Might of Chaos, Might of Chaos á, cái game đó lúc đó đồ họa cũng đâu có đẹp mấy đâu, mà anh em mình vẫn chơi vui vẻ thôi, đồ họa đâu phải là cái gì đó. Ồ, thằng Tây La Mã gì vậy?
trong nhà có loạn buồn thế nhỉ, lúc đang có giặc ngoài rồi trong nhà lại không thuận hòa nữa, khổ tôi không chứ. Lần lượt nữa mới hết thật mà, cho nó vay, mùa đông tới là nó chết. Anh em nhà không chịu thuận hòa nữa, có khổ mình không. Buồn vậy, phải sửa được cái này mới cho xây à. Không biết nó là bất hay là nó là lỗi hay là nó là cái kiểu bị phá hoại kiểu gì nữa. Rồi xây, xây ruộng, xây đồ lên. Từ từ tập trung bao quân đoàn đây đẩy một phát lên luôn. Mà đợi chờ cầu 12 lượt nữa đã mới đẩy được kiểu đó. Một cái hạm đội này của mình dư sức đập chết 4 này đó chứ đùa đâu. Tại nó là bộ binh xuống nước, mình thủy quân mà mình đánh luôn hơi cũng còn được. Mà chưa không có lý do gì để quýnh thằng đó lúc này. Bây giờ đập chết thằng co nè. Mình từ từ chưa đánh go được đâu. Rồi ok. Rồi trước khi qua lượt thì làm công tác chính trị tư tưởng một tí. Rồi thanh niên nào điểm thấp đâu. Ồ, trong nhà mình lại rồi nó báo thanh niên nào điểm thấp đó nhỉ. 5, 6, có thanh niên nào bị thấp đâu ta. 9, 6, 8. Đâu có thanh niên nào bị điểm thấp đâu trời. 4 mới quan trọng, thanh niên hay là thanh niên này ta. Nó vẫn còn trung, nó còn nó hơi dao động tí đó, chắc không nó nổi thấp. Rồi cái thanh niên up 3 này nữa. Rồi ok anh up 3. Một dân phát triển quá nhanh luôn các bạn. Chỗ này cố gắng có cái cảng để có đường đi thôi. Đó, các bạn thấy cái tỉnh này không? Giữa cái tỉnh Duro Cototum gì đó với cái tỉnh Colonia thì nó lại không có thấy quân mình về tới rồi. À ok, hồi nãy nó lượt nó sợ nữa. À có một cái pháo đá thôi. Nó nhảy thủ được. Lính mình đến đây dương đời cuối mà sợ gì. Tại cung nhiều quá nó tính mình thua đấy. Ok, cuối cùng cũng được một trận bắt thôi. Quýnh cho anh em coi chứ không anh em nói mình toàn chơi chiến dịch không, không chơi Butter anh em coi. Mặc dù bữa giờ mình quýnh Butter là hơi bị nhiều luôn. Ồ cái thành này là dễ thủ rồi. À mà qua mình có tường mà. Có điều như tường bị vây lâu ngày nó bể được phải. Vũ khí công thành rồi đấy chứ. Bất quá là nút lên đây thủ gì đâu. Nó chơi với mấy cái tháp nó bắn đau lắm, nó chơi đùa. Trận chiến ở Oium. Oium giữa Ostrogoth và Lugian. Thằng Lugian này cũng thường, không có gì đặc biệt. Quân nó không có, thằng này cung đời đầu à. Tuyển được mấy thằng cung đời đánh thuê đời giữa. Mấy thằng Slinger mà làm gì nhau.
Tập trung bên đây, có thằng bên này á. Rồi rồi, ok, bắn trái cái tháp của luôn. Rồi ok. Đâu nữa ta, cái này có tường mà đúng không, sợ gì. Cái thành này hơi lạ nha, nó lại hở một chỗ và buồn vậy. Nó tường chỉ hướng về một phía rồi. Rồi ok. Ủ ở đây xem coi thế nào, chia nhau ra. Mày thủ đây, con ngựa đứng bên này, chia nhau ra quan sát. Còn không có pháo à, hơi dở vậy. Rồi, chủ yếu bắn cháy cái tháp thằng tướng nó được rồi, không cần nhiều. Thành của Slap nó có chiêu này nào không, mình giới thiệu các bạn bữa giờ đó, nhìn thấy ngon chưa. Cộng 10, cộng 10 thủ, khiến nó không biết mệt, tạm thời bây giờ là không... không biết tăng rã là gì luôn. Ồ, cái tháp này nó bền dữ, ta bắn không trái thôi. Nó đẩy cái tháp đi đâu vậy? Chạy qua đây nào. Nó đang đẩy tháp đi đâu ấy. Là thôi không cần, dàn quân đây mà thủ. Nó đang bắn tháp các bạn. Rồi ok, bắn trái cái tháp đó cho anh. Tháp đó là tháp quần tướng á. Mà thắc mắc sao thằng này nó tuyển được pháo lớn ta. Nó có cái gì đâu mà lại có được một khẩu pháo lớn. Xe pháo đó đâu ra mới là vấn đề á, AH à. Missile Riders. Nó hoàn toàn không thấy gì hết luôn. Đốt nhà mình thôi. Mà thôi cứ cho nó leo lên đi. Nó đi là nó ăn đạn nữa không? Chưa gì nó mất máu về mấy cái tháp của mình rồi. Tháp này vắng, bình thường mấy cái tháp mau cháy lắm mà sao mấy tháp này lâu cháy dữ vậy ta? Ây da. Ơi, à tại nó đi mình bắn được hơi nhiều. Our general is under attack. Tôi tính là tầm bắn gì là sai chứ. À, nó thấy mình rồi à. Nó thấy gì? Chạy lăn nhau. Có giỏi gì đừng đi slide. Có vẻ như bắn không được kịp rồi các bạn, nó không đủ để cháy. Thành ra thôi mình nghĩ là lên thành về rồi bắn đi. Rồi thao bắn. Không bắn cháy kịp, cái tháp này của nó lì quá, chắc là tháp hàng nặng. Rồi nó đang lên rồi đó. Ok lên đi anh trai, lên đi lên đi. Spearman. Rút bớt thằng Lê Duy
dương gì giả cố mà. Our gates have been blown apart. Advance at speed. Rồi cho nó chiếm luôn. Ready for orders. Marching up at speed. Defensive testudo. Mà tọc như biết xài testudo ấy. Hả, cùng lên trước hả? Thế cho chém luôn này. Có đá bắn nè, chặt lắc rồi. Oh, sóc của nó lên rồi. Oh, mình lên hơi chậm. Thôi cũng không sao. À, nó bắn hàng hổ các bạn. Legio, xa quá nó bắn trượt. One me. Rồi ok. Rồi bắn bộ binh thì chơi đi. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Không có hình thì dùng cái này đỡ vậy. Nhưng mà như xài được 30 giây mà. Battle ready. We'll kill them all. Rồi ok, bắn đi anh em. Cung thủ cũng có loại hình được đó. Cung thủ lấy mấy thằng này. Roma Invicta. Double time. By your command. Điên. Extempo. Không, chiến thắng vẫn thuộc về mình các bạn. Hơi sơ suất mất đội kỵ thôi. Mình dự kỵ hơi bị dở. Defensive testudo. Rồi ok, bắn đi anh em. Bắn nhiệt tình vào. Tên này chuyên chống bộ binh luôn mà nó bắn không đau, không tính tiền. Gothic warband. Nào cũng đánh luôn, sợ rồi. Pháo hết đạn rồi, biết mà nãy giờ mình dụ pháo nó bắn tháp rồi để bắn cho hết đạn đó. À rồi, tướng chạy lên đây. À quên, nhả được cái ta. Nó phóng chết tướng luôn. Okay. Kia tàu lao mạng tên ngay. Tên chuyên chống bộ binh mà đùa hả? Thôi chạy đâu vậy anh trai? À tính chạy qua đây chung hả? À, cho phá tháp á. Phá tháp thì mất máu rồi. Nó không lo tập cho nó quýnh mình, nó đi lo đi phá tháp. Tên ào xuống mà đánh, không cần phải chạy xuống đánh được nó. Cùng mình đứng ở trên là cứ rẽ thôi. À, pháo chạy lên luôn rồi kìa, biết ngay. To the barricades, the enemy attacks. À mở cửa, ô mở cửa chi nữa vậy anh trai? Nó còn đi tính đi chiếm cửa các bạn à, thôi cho nó chiếm luôn. Chiếm xong nhớ quay lại nha. Rồi ok, nó được mình đứng ở trên mình bắn xuống thì nó không chịu nổi đâu. Ồ tướng này vẫn còn thả đám, chắc tướng còn. Tướng còn mới dám đứng lại. Ờ nó lại đi qua đây nó phá mới buồn cười chứ. Rồi xuống đặt cho lại á. À, bên kia cho Lê Dương đứng trận, nhưng mà bên này rồi phá xong nhớ quay lại đó nha. Bên này bị bắn dồn dập tới mức sắp chết rồi. Rồi ok. Tướng fall to the enemy. Grim news. Này phóng một loạt lao vô chơi rồi. Gothic warband. Rồi xong, thằng này nó rượt
cũng cùng cũng được à. Rồi, một thằng nữa đi. Thôi nó sợ nó chạy luôn rồi. Đó các bạn thấy chưa, biết thủ là thắng à. Cùng mình đứng đặt đứng nút trời một mình, thằng này nó chém 101 thằng luôn chứ đùa đâu. Chết có 47 mạng, chủ yếu chết là đội ngựa thôi. Nãy điều kiện hơi ẩu, đáng lẽ cho kỵ xung phong sớm hơn là được. Cửa mà mở không ra, kỵ binh nó khỏi lên. Mà con kỵ này của nó cũng ăn tên chết rồi. Quay lại mà đánh tiếp, mộ lính thuê quay lại đánh tiếp, sợ gì ngại gì bất bẩn, quay lại đây. Hay da, tụi Lugian này cũng tới đây thôi. Chú cũng chỉ tới đó thôi chú ơi. Rồi thôi gì tiền đạo là rồi quýnh tới tận sầu quẹt luôn. Chỗ này chắc là lính hung nô nhiều hả? À, vâng, ba chú luôn. Có gì cần thì tưởng sao. Con kỵ đó cũng nói là một những con kỵ tốt nhất trong giai đoạn đầu đó. Rồi, ok. Con tướng đó chưa kịp ra trận. Thành là mình hư nhiều quá. Thôi không sao, chả đáng nhiều. Chẳng qua là bị dân mình bị đói trong thời gian thôi. Nó vây đúng cái thành có trận đó mà. Nó gây giảm cái đồ mỡ. Mình đánh hai thành này xong, thành này tự động chết đói luôn. Với thằng Go là xong chưa ta? Nếu giờ ấn vô nút của mã thằng này. Speak if you must. But know that Roman ears have little liking for foreign babble. Rồi chỉ chơi thêm lượt nữa nào. Hai quân đoàn kia là cứ đóng ở đó rồi, chưa đi đâu được. À rồi, ok, 34. Đế chế rộng cho nên là lót lâu. Ây da, chiến dịch nào mà cũng chiếm đảo Anh thì cũng hơi kỳ. Mà thôi nói chung đất tốt thì chúng ta chiếm vậy. Ồ, một thanh niên của chúng ta qua đời từ 46 và tội nghiệp vậy. Ready for orders. Rồi tướng thì cũng vô đây thôi. Như
như là thanh niên thống đốc hay sao ấy. Thằng nào mà béo này, à như là thằng đặc vụ nó chết, à, spy chết rồi thôi. Từ từ mua lại sao, tại spy ở xa quá, coi mốt xây cái chợ gần gần mua sao chứ giờ mua này. Chạy tới nơi chừng nào mới tới nơi mà chưa kể còn phải luyện nó một cấp nữa mới được. Phải tính ra mấy thằng phương đông nó có cái nhà là có cái khu vườn cho lên cấp đặc vụ không? Cần tuyển hay thiệt chứ. Chỗ này đất còn xấu là chưa có đền nữa. À, từ từ anh xây chiếm khu bên kia đã. Thành này đi được rồi. Đấy là từ rồi từ từ làm một hơi hai cái thành này nó đi luôn là xong, dòng xuống đánh thành này. Mùa đông thì chú sợ chứ anh đâu có sợ. Rồi thành này trở lại tốt ngay mà. Rồi cái này là lỗi tại chú nhé, anh diệt lần này là anh diệt chủng luôn, anh không có nói nhiều. À rồi ok, nó lên hình như là mình nâng cấp được cơ quân La Mã, kỵ của La Mã là luôn hay là này thì không, không cần lắm, nhưng mà thôi cứ nâng cho xong cho full cái bản này đi rồi tính mấy lần sau, nó tốn nó thời gian lắm. Cũng mới năm 428 mà chưa cần phải gấp các bạn. Ây da. Rồi bây giờ chú có lời chăn trối nào cuối cùng muốn nói không? Anh cho chú ân huệ là nói lời cuối cùng á. Không nói lời nào quá, không sinh hòa luôn đúng không? Rồi ok, hảo chú. À rồi giờ anh vay lại cho chú biết mặt nè, anh không thèm đánh rồi đâu, vay ba lượt. None will escape. How may I be of assistance? Rồi ok. Mỏ gỗ có rồi thôi, không cần xây nữa. Này đi lấy thật mà ăn. Rồi ok, nâng quá này. Rồi tạm xong. Rồi đây. Nó rút bớt quân đi rồi, ok. Rồi, chú này thì không còn quân để mà chơi nữa rồi. Rồi, lỗi tại chú nha. Đánh luôn, khỏi cần dung hòa cái gì hết. Rồi, cướp đã.
Rồi sau đó thì ray luôn. Con này nó đuối lắm rồi. Mình ray xong nhiều khi chỗ này có nổi loạn hết chứ đùa. Mấy cái này là số phận của mấy thằng ly khai rồi các bạn. Kỵ xịn, kỵ xịn. Nãy quên để ý cho nâng cấp cho thằng này, quên mất công nghệ xong rồi. Let them cower before us. Rồi, ok, chú có lời chăn chối nào không? Có mấy cái thùng nước này nữa mà tài ghê. Chỗ này giàu hơn chút tại thành có biển. Ok, bay màu nha chú em. Rồi để coi cái thành này nó còn nhiêu. Có 32 là thấy chú mệt rồi đó. À thằng này không có ngựa. À rồi ok, nâng cấp sao không vội. Rồi ok, video ở đây cũng dài rồi, mình ngưng đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn muốn xem những video chất lượng cao và dùng game Tôi Thuần World thì các bạn đến với kênh Tôi Thuần World Tiên Quang nhé. Còn đây mình chơi đa dạng theo loại game. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.